da như vậy nó có bị bào mòn da hay không, xài da em có bị mỏng hay không. Đây là khách hàng tên Hằng nha cả nhà. Thì Hằng ơi, cho khách hàng biết là nay con nhiêu tuổi rồi Hằng? Dạ con 23 tuổi, em làm công nhân. Khi Hằng làm công nhân trong cái môi trường mà phải bịt khẩu trang kính đó mọi người, và cái lỗ chân lông của mình nó bị biết tắc và mụn nè, mụn bọc, mụn mủ, sẹo rỗ. Sau khi mà biết tới Lọ Lem là có chương trình sau da miễn phí và tiền cho em Hằng duy nhất một cái combo tái tạo này thôi. Xài combo tái tạo xăm vàng nó có công dụng là đào thải tất cả những độc tố dưới da của mình chưa được một tuần nữa. Thì cái điều đầu tiên em tìm thấy là nó sẽ khít lỗ chân lông. Nhưng có một điều đặc biệt là khách hàng hỏi em là bóng da như vậy nó có bị bào mòn da hay không, xài da em có bị mỏng hay không. Thì xin thưa vậy đó thắc mắc với tất cả khách hàng ở trên đây, xài tái tạo càng xài càng đẹp. Vì tái tạo nhà em Tuyền là phiên bản nâng cấp mới, dòng này là dòng có nấm linh chi đỏ, củ nhân sâm vàng và tinh dầu thông đỏ, giúp da của mình là phục hồi nhanh, cải thiện tình trạng sắc tố nám chứ hoàn toàn là không phải là bào mòn da như khách hàng nha. Rồi đây, người thật việc thật, em Tuyền cho mọi người thấy luôn hiệu quả chất lượng sản phẩm làm nên thương hiệu Lọ Lem và Epic Skin.